Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách nấu nước chanh xả gừng một cách đơn giản và nhanh gọn nhất. Nước chanh xả gừng là một thức uống rất là tốt cho cơ thể. Nó giúp mình thanh lọc cơ thể nè, tăng sức đề kháng, giúp cho các chị em làm đẹp và giảm cân hiệu quả nữa. Và cách nấu nước này thì rất là đơn giản, các bạn có thể áp dụng và nấu tại nhà. Để nấu nước này thì ở đây mình dùng là 5 cây sả tươi, tương đương là khoảng 150g đó các bạn. Và sả này thì mình có cắt đi, bỏ đi phần đầu rồi, và mình có rửa thật là sạch đó. Bây giờ thì mình sẽ đem sả này đi sơ chế nha. Với một cây sả như vậy thì bây giờ mình sẽ dùng một cái chài và mình sẽ đập dập cái sả này ra ha. Và khi mình đập dập như vậy thì sả của mình nó tiết ra được cái tinh dầu, và khi mình nấu thì uống rất là tốt cho sức khỏe. Đây, mình đập dập cỡ này là được ha các bạn. Đập dập sả xong thì bây giờ mình sẽ cắt sả thành những cái đoạn ngắn. Và cái chiều dài ở đây mình cắt thì mình cắt từ 7 đến 10 cm. Ngoài sả đó thì ở đây mình có dùng thêm, ở đây là một nhánh gừng. Gừng thì mình dùng ở đây khoảng 50g. Và do nhà mình có bé nhỏ đó, mình nấu cho nhà bé nhà mình uống luôn, nên mình sử dụng gừng cũng ít thôi à. Gừng thì mình sẽ cắt lát mỏng và mình cũng đập dập tương tự như sả luôn nha. Đây, các bạn đập dập dập như vậy là được rồi ha. Và trong lúc này thì mình sẽ đi bắt cái nồi nước lên. Mình cho vào nồi là 2,5 lít nước lọc. Giờ thì mình sẽ đun cho nó sôi lên luôn nha. Nước nó sôi nè các bạn. Bây giờ thì mình sẽ mở nắp ra nha. Lúc này thì mình sẽ cho đường vào. Đường thì mình sử dụng đây là đường phèn. Mình cho vào đây là 250g. Các bạn có thể thay thế bằng đường cát, hoặc là nếu mà các bạn muốn giảm cân đó thì các bạn thay thế với mình là đường ăn kiêng nha. Khi đường nó được tan hết á thì mình sẽ cho lần lượt gừng và sả đập dập vào. Và mình sẽ nấu cái hỗn hợp gừng và sả này trong vòng từ 5 đến 7 phút nha. Và mình để với lửa vừa. Nồi nước này thì mình nấu được hơn 7 phút rồi nè các bạn. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp nha. Và mình sẽ đậy nắp lại và ủ cái sả với gừng này thêm khoảng 10 phút nữa, để cho gừng và sả của mình ra hết những cái tinh dầu ha. Sau khi ủ xong thì mình sẽ vớt cái xác sả và gừng ra. Và các bạn nhớ đừng có ngâm lâu quá nha. Nếu mà mình ngâm cái xác này lâu quá trong nước đó thì cái nước của mình nó sẽ có vị rất là nhẵn, và mình uống sẽ không có ngon nha. Vớt ra xong thì mình sẽ để cái hỗn hợp nước này cho nó thật là nguội luôn. Và trong lúc đợi nước nguội thì mình sẽ đi cắt chanh. Và chanh thì mình sử dụng ở đây là 2 trái. Hai trái này thì nó tương đương khoảng 100g đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cắt chanh ra thành những cái lát, và sau đó thì mình sẽ đem đi vắt lấy nước nha. Và trong chanh thì nó có chứa rất là nhiều hàm lượng vitamin C. Nó còn có tác dụng là giúp mình tăng sức đề kháng và phòng chống dịch bệnh rất là tốt. Sau khi để nguội đó thì cái hỗn hợp gừng và sả của mình bây giờ nó cũng đã nguội bớt rồi. Lúc này thì nó còn ấm ấm nè các bạn. Nó khoảng là 40-50 độ đó. Tiếp tục thì mình sẽ cho cái phần nước chanh đã vắt cho vào. Và các bạn nhớ là chỉ cho nước chanh vào khi cái hỗn hợp nước còn ấm hoặc là nước đã nguội nha, để cho cái phần nước của mình nó sẽ không có bị đắng nè, và uống nó sẽ thanh và mát hơn.
Như vậy là xong rồi nè các bạn. Lúc này thì mình có thể dùng được rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ múc cái hỗn hợp nước này cho qua chai và mình sẽ để dành uống từ từ ha. Mình sử dụng là những cái chai nhựa. Và những cái chai nhựa như vậy á thì khi mình uống nó rất là tiện và mình bảo quản cũng được rất là lâu nữa đó. Và đây, nước chanh xả gừng của mình đã làm xong. Mình có cho vô ly thêm một ít nước đá nữa để khi mình uống nó sẽ ngon và mát hơn. Nhưng mà nếu các bạn muốn có tác dụng tốt hơn á thì nên uống với nước còn ấm nha. Để mình uống thử. Nó có cái hậu chua chua, ngọt ngọt và thơm thơm của mùi gừng nè, của xả. Khi mình uống á thì mình cảm nhận ra là cái mùi nó hơi giống giống như là của trà xanh. Nó hơi chua chua như vậy đó các bạn. Uống rất là ngon và cũng rất là mát luôn đó. Các bạn hãy thử nấu cho gia đình của mình uống để cùng nhau bảo vệ sức khỏe trước cái mùa dịch này nha. Và mình cảm ơn các bạn đã xem hết video. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Và mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn